Mình chào tất cả các bạn. Hôm nay mảnh đất của mình đã chỉnh sửa làm lại xong xuôi rồi nên mà bắt đầu hôm nay tiến hành trồng tiếp cây lơ các bạn. Hôm nay mình quay cho các bạn ở xa quay cho biết. Đây là cái bầu lơ nè các bạn. Người ta họ trồng trong vị, bắt đầu khi mình mua là mình họ lấy ra cho mình như vậy. Mình bắt đầu mình trồng xuống dưới đất thôi. Sáng giờ mình trồng cũng được nửa băng rồi các bạn. Hôm nay cái hồ nước nó dâng lên nhiêu đây rồi các bạn. Do mấy bữa có một trận mưa to. Trồng hàng cây hoa hồng thân thuộc. Khí hậu ở Đà Lạt buổi trưa nhìn thấy nó nắng chang chang vậy thôi nhưng nó cũng mát lắm các bạn, gió thổi nó rất là mát và lạnh luôn. Đà Lạt thì được cái khí hậu mát mẻ quanh năm. Mình làm nó thông thả hơn một chút á, 500 ít một ít đâu, 2.000 cây. Ăn kẹo xong cái thở trong này nó mát lên cái này, có bạc hà nó thơm. thơm cổ. Máy băng của ông anh mình thì họ đang chặt lợi dở nên chưa xong để dọn đất. Chưa ở trong vàng nên nó nắng cây nó bị héo. Còn đây là cái hoa cúc mà các bạn hay mua về cắm lên bàn thờ nè các bạn. Họ mới trồng chắc được mười mấy ngày. Đây là cái dâu rừng nè các bạn, trái nó ngọt lắm.
Trái nó mọc tự nhiên, nó không phải là thuốc men gì, nên cái trái nó rất là ngọt. Ở chỗ các bạn thì không biết có cây này không, nhưng ở Đà Lạt cái chỗ mình con cây này nó mọc hoang ở dưới bờ suối, bờ bụi rất là nhiều, hay gọi là dấu rừng. Đây có mấy trái này. Trời luôn. Trên cái đường này là đi Nha Trang các bạn, về tay trái là đi Nha Trang, còn quẹo tay phải là đi lên lại thành phố Đà Lạt. Từ đây lên tới thành phố, trung tâm thành phố Đà Lạt luôn thì khoảng 6 km. Còn từ đây mà quẹo tay trái đi miết cái con đường này về tới Nha Trang là khoảng 135 km các bạn. Trời nắng quá phải đi mua nước về uống các bạn. Ơi. Video của mình đến đây mình kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn muốn ở xa theo dõi cái cây nó lớn như thế nào, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn chuông luôn các bạn.